vào trong chợ để thưởng thức món mèn mén. Lâu lắm rồi con Đường An hôm nay vào xem để xem nó còn có cái vị ngọt, vị ngon như ngày xưa không. Mèn mén là làm bằng ngô đấy, bây giờ là đi vào hỏi xem là giá cả nào để anh em tôi ăn. Chín mươi chân đi béo ạ. Mẹ ăn về xe bus. À bố. Ông bố tôi cho quá quá ai đi. Đổ cho tôi. Ơi, mèn mén đây rồi anh em ơi. Mà mèn mén đây. Đây mèn mén quay xuống mèn mén cho mọi người. Chú mua vá đây, chú ăn đi ăn. Đừng giật góc quá. Này, mua vá đây, chú lại đi ăn. À, bây giờ cái này là làm bằng ngô đúng không? Dạ. Mua một bát chú lấy đi ăn đây rồi đây. Không, từ từ đã hỏi thì mới mua được. Sợ độc ấy. Mua này chú đi ăn thôi. Mua một bát đây. Thay tao tên bông này chú này là đi ăn. Có ngon không? Ngon á. À, cái này thử, đang thử. Mua một bát đây. Mày cứ quay ở ấy. Bây giờ quay như thế là được. Cho tên bông này, mua một bát đây. Một ký ấy. Bao tiền một bát rồi mày? Bao tiền ấy? Ngay nhiên một bát thôi. 10.000 một bát đấy. Đây chú này tiền á. Hai bát nhá. Ba là anh em chúng tôi sẽ chú đây. Được ăn không? Hai ba đi. Hai ba. Đây là quán chúng tôi đang ấy đây, khách cũng đang ngồi đang nhâm nhi đang gọi là ăn bữa trưa đấy. Đây là anh chủ quán. Đấy. Quán này ở ngay giáp chỗ bán gạo mọi người nhé. Bán gạo ở chợ Bắc Hà ấy. Các bạn đến chợ đến chỗ bán gạo là rẽ sang phải là đến quán này luôn. Đây là phở với bún. Đây là bún này, là phở. Phở này là phở gọi là Bắc Hà. Gạo nương đấy, phở Bắc Hà gạo nương đấy, rất là dẻo. Còn đây là các cô gái dân tộc là đến phục vụ rất là đẹp luôn, rất là xinh gái. Em quay một chút để quảng cáo quán chị tí. Và quay toàn cảnh luôn. Kia là khách du lịch. Chơi. À đây rồi, đến rồi, đây. Đây có nước mắm. Xem luôn, tại giờ xem biết là có phải là của anh không. Rồi ok, cảm ơn chị nha. Rồi là anh em mình Minh Đan cho ra bát anh em mình ăn nhỉ. Cái này là à, không có thìa. Lấy cái đánh được. Mình cái này toàn đồ sạch mà. Cái này là mèn mén một vú ngô ấy. Một ngô non đấy. Thường thường là một ngô mà vừa lấy về làm thì nó sẽ ngon hơn, thơm hơn. Hai bát. Anh em mình cố ăn hết cái này nhỉ? Không biết có ăn được không, lâu lắm rồi, chắc phải tầm khoảng chục năm mình không ăn món này rồi.
Và tuần sau mình sẽ ăn giới thiệu đến các bạn là món bánh đúc, cũng làm bằng ngô nhưng mà nó là cái bánh nó dẻo cơ. Nó dẻo như kiểu là thạch ấy. Thạch rau câu ấy. Rồi anh em chúng tôi sẽ ăn. Đây là cái này là thường thường là ta chan bằng nước thắng cố. Đây này các bạn này, nước thắng cố nhá. Cái này là nước thắng cố mượn. Có chan nhiều không nhở? Chan đầy à? Đấy. Em bảo là em bảo kiểu chuẩn mà em bảo là chú em nhiều đâu mà sao mấy nhiều thế. Rồi ok, nào đến lượt Minh Đam nào. Bút chửi ăn bằng đua. Ăn bằng đua. Phải. Đi ra kia bảo đưa áo vàng đưa cho. Đây là anh này là không thích ăn món này. Anh này là ăn phở. Chị ơi cho em hai lon. Lấy hai lon nước nhé. Coca đi. Bắt đầu ăn nhá. Cái này là cứ ăn bình thường thôi. Chắc là ngon đấy. Giờ nhìn cái ngon không? Ngon đấy. Được. Nó kết hợp với cái thiết bị của cái nước ngựa ấy. Cái là nước thằng cố ngựa đấy. Nhìn anh ăn ngon thế. Nhưng mà nóng quá. Mời các bạn nhá. Là tôi quay cho anh Minh Đan ăn này. Xin mời nhá. À, đến lượt anh Minh Đan ăn. Nào miếng đầu. À vẫn chắc là ngon đấy mà tôi thấy ngon mà. Cái này là ngon. Nó là có vị lạ. Mời các bạn nhé. Vị của nước thằng cố ngựa với lại vị hạt ngô bắp non đấy. Nhiều quá. Tôi phải ăn đây này. Vừa quay vừa ăn đó. Mời mọi người nhá. Ở trong quán này rất là sạch sẽ. Là nhân viên phục vụ. Hỏi ra là các bộ lịch trình. Bong à? Chào bác nhá. Bong à? Hả? Tham sư chủ à? Năng nè. Bong à? Bong à? Anh kiểu kia đã ăn hết. Ngon quá. Chắc phải ngon. Cái hộp con này nó thì càng tuyệt vời nữa. Xong. Ôi chào các bạn nhé.